Thói quen 2 Bắt đầu bằng đích đến Xác định trọng tâm của bản thân Bạn đang đứng ở đâu? Đâu là trọng tâm cuộc sống của bạn? Đôi khi không thể dễ nhìn ra chút nào Có thể cách tốt nhất để xác định trọng tâm của bản thân Là quan sát thật kỹ những yếu tố nâng đỡ cuộc sống của bạn nếu bạn có thể nhận ra bản thân mình trong những mô tả sau, bạn có thể truy ngược lại để xem trọng tâm khởi sinh ra nó là gì và chính trọng tâm ấy biết đâu lại đang giới hạn tính hiệu quả của bạn. Thường thì trọng tâm của một người là sự kết hợp của một số trọng tâm này và một số trọng tâm khác. Hầu hết mọi người đều hành động theo những nhân tố tác động đến cuộc đời họ, nên tùy theo các điều kiện ngoài cảnh hay bên trong một trọng tâm cụ thể nào đó của một người sẽ nổi bật lên cho đến khi những nhu cầu ngầm ẩn được thỏa mãn. Rồi một trọng tâm khác lại nổi lên và trở thành tác nhân mạnh mẽ nhất. Khi một người cứ dao động qua lại giữa trọng tâm này với trọng tâm khác, cuộc đời họ cứ như một vòng đu quay vậy, mới lúc này còn ở trên cao, lúc khác đã xuống đáy và họ cố gắng bù đắp một điểm yếu này bằng cách vay mượn sức mạnh từ một điểm yếu khác. Họ chẳng có ý niệm gì về sự dẫn đường, không có một trí tuệ bền bỉ, không có một sức mạnh vững chắc, cũng như không cảm thấy được về giá trị nội tại hay bản sắc của mình. Dĩ nhiên, sẽ thật lý tưởng khi tạo ra được một trọng tâm rõ ràng để nó giúp mang lại sự an nhiên, sự dẫn đường, trí tuệ và sức mạnh giúp nâng đỡ sự chủ động của bản thân và mang lại sự hòa hợp cho mọi khía cạnh của cuộc sống. Một trọng tâm dựa trên nguyên lý chí mọi khía cạnh của cuộc sống xoay quanh những nguyên lý đúng đắn, ta tạo nên một nền tảng vững chắc để phát triển bốn yếu tố nâng đỡ cuộc sống. Sự an nhiên. Sự an nhiên của ta sẽ phát sinh từ hiểu biết rằng không giống như những trọng tâm khác mà dựa trên người khác hay vật chất vốn thường xuyên thay đổi, các nguyên lý đúng đắn luôn bất biến, ta có thể nương tựa vào những nguyên lý ấy nguyên lý không phản ứng lại bất cứ thứ gì chúng bỏ rơi hay phản bội ta chúng cũng không cố gắng chiếm lấy ta chúng cũng không dọn sẵn cho ta những lối đi tắt hay giải pháp ngắn hạn chúng không lệ thuộc vào hành vi của người khác vào môi trường hay xu hướng nhất thời nguyên lý không bao giờ chết chúng không chỉ xuất hiện ngày một ngày hai thiên tai hỏa hoạn hay trộm cắp cũng không làm chúng biến mất được nguyên lý chính là sự thật sâu sắc, nền tảng, kinh điển và là những mẫu thức phổ quát chúng hòa quện cùng nhau để tạo nên tính chính xác, nhất quán, đẹp đẽ, mạnh mẽ của cuộc sống. Cho dù con người hay hoàn cảnh có cố tình lờ đi những nguyên lý này thì ta vẫn có thể tin chắc rằng những nguyên lý này vượt lên hẳn so với tầm của con người hay của hoàn cảnh. Và từ hàng nghìn năm qua, nguyên lý là thứ luôn chiến thắng quan trọng hơn hết ta cũng có thể tin chắc rằng ta có thể chứng thực những nguyên lý này ngay trong chính cuộc sống của mình bằng chính trải nghiệm của mình phải thừa nhận rằng ta không phải là bậc toàn tri thế nên kiến thức và hiểu biết của ta về những nguyên lý đúng đắn bị giới hạn bởi thiếu nhận thức của ta về bản chất chân thực của chính mình và của thế giới xung quanh và cũng bởi việc ta bị nhấn chìm trong vô vàn triết lý lý thuyết tân thời mà không phù hợp với những nguyên lý đúng đắn người ta có lý do để chấp nhận những triết lý lý thuyết ấy nhưng cũng giống như nhiều trường hợp trước đó chúng không bền bởi chúng được xây dựng trên nền móng sai chúng ta bị giới hạn nhưng ta có khả năng đẩy lùi những giới hạn ấy việc thấu hiểu nguyên lý về sự trưởng thành của bản thân sẽ mang lại cho ta sức mạnh để tìm kiếm những nguyên lý đúng đắn mà ta càng học hỏi thì ta càng nhìn nhận rõ ràng về thế giới nguyên lý không hề thay đổi chỉ có hiểu biết của ta về nguyên lý là thay đổi mà thôi trí tuệ và sự dẫn đường hiện hữu trong cách sống lấy nguyên lý làm trọng tâm sẽ phát xuất từ những tấm bản đồ đúng đắn từ cách mà vạn vật tự nhiên là và muôn đời vẫn thế những tấm bản đồ đúng đắn này cho phép chúng ta nhìn nhận rõ ràng về nơi ta muốn đến và cách thức để đi đến đó ta quyết định dựa trên những dữ liệu chính xác giúp quá trình triển khai được thành công và có ý nghĩa sức mạnh cá nhân xuất phát từ cách sống lấy nguyên lý làm trọng tâm chính là sức mạnh của một người chủ động thông tuệ và có khả năng tự nhận thức Sức mạnh này không bị giới hạn bởi thái độ, hành vi hay hành động của người khác hay của những tác động của hoàn cảnh, môi trường bên ngoài. Giới hạn duy nhất của nguồn sức mạnh này chính là hệ quả tất yếu của các nguyên lý. Ta có quyền tự do lựa chọn hành động dựa trên hiểu biết của ta về những nguyên lý đúng đắn, nhưng ta không có quyền tự do lựa chọn kết quả của những hành động ấy. Hãy nhớ, nếu bạn nâng cây gậy lên ở đầu bên này thì cùng lúc đó bạn cũng phải nâng đầu bên kia của cây gậy lên. Các nguyên lý luôn có những hệ quả đi kèm, có những hệ quả tích cực khi ta sống hòa hợp với các nguyên lý và có những hậu quả tiêu cực khi ta phớt lờ những nguyên lý này. Nhưng vì các nguyên lý luôn vận hành cho tất cả mọi người dù họ có ý thức về việc này hay không, nên một khi ta càng hiểu rõ những nguyên lý đúng đắn thì ta càng hành động tự do hơn và khôn ngoan hơn bằng việc bố trí cuộc sống của ta xoay quanh những nguyên lý bất biến và trường tồn ta tạo ra một mô thức nền tảng về lối sống hiệu quả đây chính là trọng tâm của mọi trọng tâm khác trong cuộc sống của mọi người Hãy nhớ rằng mô thức của bạn chính là thứ quyết định thái độ và hành động của bạn một mô thức cũng giống như cặp kính, nó tác động đến cách bạn nhìn nhận về mọi sự vật trong cuộc sống. Nếu bạn nhìn nhận thông qua những nguyên lý đúng đắn thì những gì bạn thấy được trong cuộc sống sẽ hoàn toàn khác biệt so với khi bạn nhìn qua mô thức cục bộ. Trong phần phụ lục của quyển sách, tôi có mô tả chi tiết từng trọng tâm mà ta đã bàn sẽ ảnh hưởng đến quan điểm của ta như thế nào. Còn bây giờ Ta chỉ điểm sơ qua sự khác biệt của những trọng tâm này biểu hiện qua các mô thức khác nhau. Khi đọc, bạn hãy thử thay đổi cách nhìn nhận theo từng cặp kính mô thức, cố gắng cảm nhận những phản ứng phát sinh từ các trọng tâm này. Giả định rằng tối nay bạn mời vợ đi xem hòa nhạc, bạn đã có vé và vợ cũng rất hào hứng đi cùng. Bây giờ là 4 giờ chiều. Đột nhiên, cấp trên của bạn gọi bạn đến văn phòng và nói, ông cần bạn thực hiện gấp một việc mà có thể mất cả tối mới xong, vì 9 giờ sáng mai có một cuộc họp quan trọng. Nếu bạn nhìn nhận tình huống này theo lăng kính xem gia đình hay vợ chồng là trọng tâm thì mối bận tâm chính của bạn sẽ là vợ. Bạn có thể sẽ nói với sếp rằng bạn sẽ không ở lại làm việc và sẽ đưa vợ đi xem hòa nhạc như kế hoạch để cô ấy được vui lòng hoặc bạn cũng có thể ở lại làm việc để giữ công việc của mình nhưng bạn sẽ làm một cách miễn cưỡng, bồn chồn vì không biết vợ phản ứng ra sao, bạn cố biện hộ cho quyết định của mình và bảo vệ bản thân trước sự thất vọng hay tức giận của vợ. Nếu nhìn nhận tình huống theo lăng kính xem tiền là trọng tâm thì ý nghĩ trong đầu bạn sẽ là tiền thu nhập làm ngoài giờ là bao nhiêu hoặc việc ở lại làm thêm này sẽ giúp bạn được tăng lương trong tương lai như thế nào. Bạn có thể gọi cho vợ và thông báo rằng bạn phải ở lại làm cho là cô ấy sẽ hiểu rằng lợi ích về tài chính cần được ưu tiên trước hết. Nếu bạn nhìn nhận bằng lăng kính, xem công việc làm trọng, bạn nghĩ về cơ hội, bạn có thể biết thêm về công việc, bạn có thể ghi điểm với sếp, và có thể thăng tiến sự nghiệp, bạn có thể tự động viên rằng mình đã cố gắng hơn mong đợi, rằng đây là thể hiện của một người làm việc chăm chỉ, rằng vợ sẽ cảm thấy tự hào về mình. Nếu bạn xem tài sản sở hữu làm trọng, bạn có thể nghĩ đến những gì mà nguồn thu nhập làm ngoài giờ có thể mua được, hoặc bạn có thể nghĩ đến danh tiếng của mình tại công ty sẽ tăng lên như thế nào nếu bạn ở lại làm thêm ngày mai mọi người sẽ nghe thấy bạn đã hy sinh cao quý hay tận tâm như thế nào nếu bạn xem sự thỏa mãn làm trọng bạn có thể làm việc rồi sau đó đi xem hòa nhạc và biết đâu vợ của bạn cũng mừng vì bạn tận tụy ở lại làm thêm sau đó bạn xứng đáng có một buổi tối vui chơi thỏa sức nếu bạn xem bạn bè làm trọng quyết định của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi việc bạn có thể mời bạn cùng xem hòa nhạc hay không, hoặc liệu bạn bè của bạn có sẵn sàng ở lại làm việc trễ như bạn hay không. Nếu bạn xem kẻ thù làm trọng, bạn có thể ở lại làm thêm vì bạn biết rằng điều này sẽ mang lại cho bạn lợi thế hơn so với một đồng nghiệp khác ở văn phòng, mà người này nghĩ rằng anh ta chính là tài sản lớn nhất của công ty, trong khi anh ta đang nghỉ ngơi vui đùa thì bạn ở đây làm việc lao khổ, làm cả phần việc của bạn và của anh ấy. Hy sinh thú vui cá nhân vì ích lợi của công ty mà anh ta không hề hay biết. Nếu bạn nhìn với lăng kính, xem nhà thờ làm trọng, bạn có thể bị ảnh hưởng bởi kế hoạch của những thành viên khác thuộc nhà thờ, bởi việc những thành viên này có ở lại làm việc như bạn hay không, hay bởi nội dung của buổi hòa nhạc nếu là trường ca Messia của Handan thì bạn sẽ ưu tiên hơn buổi hòa nhạc dốc quyết định của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi hình ảnh một thành viên nhà thờ chân chính và bạn có thể xem việc ở lại làm thêm là một hành động phụng sự hoặc tìm kiếm sự giàu có vật chất nếu bạn nhìn bằng lăng kính xem bản thân làm trọng bạn sẽ chú trọng đến những gì bạn làm tốt nhất liệu đi chơi với vợ như kế hoạch là tốt hơn cho bạn hay ghi điểm với sếp là tốt hơn cho bạn mối bận tâm chính của bạn là những lựa chọn này sẽ tác động đến bạn theo những cách khác nhau như thế nào khi ta xem xét những góc nhìn khác nhau về cùng một sự kiện chẳng phải đây chính là bài tập cụ già hay cô gái trẻ về nhận thức của ta trong các mối tương tác với người khác hay sao bạn có thể nhận thấy những trọng tâm trên đã tác động đến chúng ta như thế nào rõ ràng tác động này rất nền tảng đến từng động lực quyết định mỗi ngày, hành động hoặc trong nhiều trường hợp là sự phản ứng, sự diễn dịch các sự kiện bên ngoài, đó là lý do vì sao thấu hiểu trọng tâm của chính bản thân mình lại có ý nghĩa quan trọng đến vậy. Và nếu trọng tâm đó không mang lại cho bạn sức mạnh để trở thành một người hiệu quả thì nhiệm vụ trọng yếu nhất của bạn là hãy chuyển đổi mô thức của mình để tạo ra một trọng tâm hiệu quả mà bạn mong muốn là một người lấy các nguyên lý làm trọng tâm bạn có thể tách biệt cảm xúc ra khỏi tình huống và ra khỏi những tác nhân ảnh hưởng khác để có thể đánh giá chính xác các phương án nhìn nhận mọi việc như một tổng thể cân bằng nhu cầu công việc nhu cầu gia đình những nhu cầu khác có thể liên quan và những hàm ý khác mà có thể dẫn đến các quyết định khác nhau bạn sẽ cố gắng tìm ra giải pháp tốt nhất sau khi đã cân nhắc mọi yếu tố dù bạn có đi xem hòa nhạc hay ở lại làm việc thì việc đó cũng chỉ là một phần trong một quyết định hiệu quả có thể bạn cũng sẽ lựa chọn tương tự với một trọng tâm khác nhưng với trọng tâm là các nguyên lý có nhiều khác biệt quan trọng đầu tiên bạn không phải hành động theo một ai khác hay một hoàn cảnh nào khác bạn chủ động lựa chọn những gì bạn cho là phương án tốt nhất của mình bạn quyết định một cách có chủ đích và có hiểu biết. Thứ hai, bạn biết quyết định đó là quyết định hiệu quả nhất bởi nó dựa trên những nguyên lý mà kết quả trong dài hạn có thể dự đoán được. Thứ ba, những gì bạn lựa chọn sẽ mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho cuộc sống. Ở lại làm việc để có lợi thế hơn so với một đồng nghiệp hoàn toàn không thể so sánh với việc bạn chọn ở lại làm việc vì bạn trân trọng tính hiệu quả của người sếp và bạn thực tâm mong muốn cống hiến để công ty được thịnh vượng hơn. Những trải nghiệm bạn có được khi ra quyết định thể hiện chất lượng và ý nghĩa cuộc sống của bạn như là một toàn thể. Thứ tư, bạn có thể trao đổi với vợ và với sếp của mình, nhờ mối quan hệ tương thuộc gắn kết chặt chẽ và bạn đã xây dựng được. Vì bạn là người độc lập, bạn có thể tương thuộc một cách hiệu quả. Bạn có thể quyết định để ủy thác những công việc nào có thể ủy thác cho nhân viên của mình và đến thật sớm vào sáng hôm sau để giải quyết nốt những việc còn lại. Và sau cùng, bạn cảm thấy hài lòng về quyết định của mình, dù bạn lựa chọn thế nào thì bạn có thể tập trung và tận hưởng khi thực hiện nó. Là một người lấy nguyên lý đúng đắn làm trọng tâm, bạn sẽ nhìn nhận mọi việc thật khác biệt và vì bạn nhìn mọi thứ khác đi bạn suy nghĩ hành động cũng khác đi và nhờ bạn có sự an nhiên sự dẫn đường trí tuệ và sức mạnh ở cấp độ cao là kết quả của một nền tảng cốt lõi vững vàng và bất biến bạn có được nền tảng để xây dựng cuộc đời hiệu quả cao chủ động cao lập và sử dụng tuyên ngôn sứ mệnh. Khi nhìn sâu vào bên trong con người mình, khi chúng ta hiểu và biết sắp xếp lại những mô thức căn bản mình đang có sao cho chúng hòa hợp với các nguyên lý, chúng ta sẽ tạo ra được một trọng tâm vững chãi và hiệu quả và một lăng kính rõ ràng để quan sát thế giới rồi chúng ta sẽ tập trung lăng kính đó vào việc chúng ta với tư cách là những cá thể riêng biệt có mối liên quan với thế giới đó như thế nào. Frank nói rằng chúng ta khám phá ra chứ không phải phát minh ra sứ mệnh cuộc đời. Tôi rất thích cách dùng từ của ông. Tôi cho rằng mỗi người chúng ta đều có một hệ thống theo dõi nội tại còn gọi là cảm thức hay lương tâm. Hệ thống này mang lại cho chúng ta khả năng tự nhận thức về tính riêng biệt của mình và những cống hiến mà mình có thể đóng góp. Theo cách nói của Frank, mỗi cá nhân đều có một sứ mệnh của riêng mình, cuộc đời người này không thể bị thay thế cũng như lặp lại. Do đó, nhiệm vụ của mỗi người là đơn nhất. Ai cũng có những cơ hội riêng biệt để nắm lấy và thực hiện. Khi nói về những tính riêng biệt đó của mỗi cá nhân, chúng ta cần nhắc lại tầm quan trọng của tinh thần sống kiểu kiến tạo và của việc tập trung vào phạm vi ảnh hưởng. Bất kỳ lúc nào chúng ta theo đuổi một ý nghĩa nào đó của cuộc sống nằm trong phạm vi bận tâm là chúng ta tự khước từ quyền làm chủ của mình, phó mặc sự sáng tạo lần thứ nhất cho hoàn cảnh, cho người khác. Ý nghĩa đến từ bên trong. Một lần nữa, Frank nói rằng người ta không nên hỏi người khác về ý nghĩa cuộc đời mình, thay vào đó, cần nhận ra chính mình mới là người trả lời câu hỏi đó. Nó cách khác, mỗi người sẽ bị cuộc đời này chất vấn, câu trả lời nằm trong chính cuộc đời của người đó và họ chỉ có thể có câu trả lời khi chính họ chịu trách nhiệm về điều đó mà thôi. Trách nhiệm cá nhân hay sống kiểu kiến tạo là nền tảng của sự sáng tạo lần thứ nhất trở lại phép so sánh với máy vi tính. Nếu thói quen 1 nói rằng bạn chính là người lập trình thì thói quen 2 sẽ nói, hãy viết ra chương trình đó. Bạn sẽ không đầu tư công sức vào để viết nên một chương trình nếu bạn không nhận trách nhiệm rằng chính bạn chứ không ai khác là nhà lập trình của cuộc đời mình. Trong tư cách một người sống kiểu kiến tạo, chúng ta có thể bộc lộ điều chúng ta muốn thực hiện và muốn trở thành trong cuộc đời. Chúng ta soạn nó như một bản tuyên ngôn sứ mệnh hay bản hiến pháp cá nhân. Bản tuyên ngôn sứ mệnh không phải là thứ bạn có thể hoàn thành trong chốc lát, nó đòi hỏi quá trình quan sát nội tâm sâu sắc, phân tích kỹ lưỡng, thường xuyên viết đi viết lại, hoàn thiện nhiều lần. Có thể nó tốn nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng trước khi bạn toại nguyện cảm thấy nó là sự thể hiện hoàn chỉnh và xúc tích nhất về định hướng cuộc đời và những giá trị sâu thẳm trong bạn. Thậm chí ngay cả như vậy, mỗi năm bạn vẫn nên xem lại để bổ sung hay điều chỉnh bởi có nhiều phát sinh trong cuộc sống hoặc hoàn cảnh thay đổi. Về cơ bản, tuyên ngôn sứ mệnh chính là hiến pháp cá nhân của bạn là sự thể hiện rõ ràng viễn cảnh và giá trị bản thân, nó là tiêu chuẩn để dựa vào đó bạn đo lường mọi thứ trong cuộc đời. Gần đây, tôi vừa xem lại tuyên ngôn sứ mệnh của mình, tôi làm việc này khá đều đặn, mỗi khi ngồi một mình trên bãi biển hoặc sau mỗi lúc đạp xe đạp thể dục, tôi lại lấy ra cuốn sổ tay ghi chú hay thể hiện những suy nghĩ của mình lên mặt giấy. Có khi phải mất hàng giờ đồng hồ, nhưng điều đó mang đến cảm giác mọi thứ sáng tỏ, được tổ chức đâu ra đấy, thể hiện tính cam kết và một niềm phấn khởi tự do cho tôi. Tôi nhận thấy, quá trình làm công việc đó quan trọng không kém kết quả của nó. Viết ra hoặc xem lại bản tuyên ngôn sứ mệnh sẽ làm thay đổi bạn bởi nó buộc bạn nhìn sâu, thấu đáo những ưu tiên của bạn gắn liền với những ưu tiên đó là hành vi và niềm tin khi làm thế đều đặn bạn sẽ thấy mình bạn không bị tác động và dẫn dắt bởi những gì xảy đến bạn có một cách cảm nhận sâu sắc về lẽ sống về những gì bạn sẽ làm và luôn tràn đầy năng lượng với chúng vận dụng toàn não bộ. Khả năng từ nhận thức cho phép chúng ta giám sát suy nghĩ của mình. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc xây dựng tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân. Nhờ trí tưởng tượng và lương tâm, hai chức năng chính yếu của bán cầu não phải, hiểu được cách khai thác chức năng của bán cầu não phải giúp nâng cao đáng kể khả năng sáng tạo lần thứ nhất của mình nhiều công trình nghiên cứu trong vài thập kỷ qua đề cập thuyết ưu thế của não bộ kết quả chỉ ra rằng mỗi bên bán cầu não trái và phải có khuynh hướng đảm nhiệm điều khiển những chức năng khác nhau xử lý những loại thông tin khác nhau và có khả năng đương đầu với những loại vấn đề riêng biệt về cơ bản bán cầu não trái có ưu thế về logic ngôn ngữ trong khi bán cầu não phải ưu thế về trực giác sáng tạo Bán cầu não trái xử lý từ ngữ, bán cầu não phải xử lý hình ảnh. Bán cầu não trái xử lý từng phần và chi tiết, bán cầu não phải xử lý tổng thể và mối quan hệ giữa các chi tiết đó. Bán cầu não trái xử lý phân tích là chia nhỏ thông tin, bán cầu não phải xử lý tổng hợp là cấu trúc dữ liệu lại với nhau. Bán cầu não trái xử lý về tư duy thuần tuần tự Bán cầu não phải xử lý về tư duy đồng thời. Bán cầu não trái đi theo không thời gian, bán cầu não phải tự do về thời gian. Mặc dù con người sử dụng cả hai nhưng thường sẽ có một bên trội hơn, tất nhiên điều kiện lý tưởng là chúng ta trau dồi và phát triển năng lực để có thể tận dụng và phối hợp cả hai bán cầu não cùng lúc để nhận diện được mọi tình huống xảy ra và xử lý phù hợp theo mỗi hoàn cảnh. Thế nhưng, người ta lại có xu hướng ở yên trong vùng an toàn của bán cầu não chiếm ưu thế và xử lý mọi tình huống theo bán cầu não này. Nhà tâm lý người Mỹ Abraham Maslow phát biểu rằng, người giỏi dùng búa sẽ có khuynh hướng nhìn mọi thứ là cây đinh. Đây tiếp tục là một yếu tố ảnh hưởng sự khác biệt về nhận thức trong trải nghiệm. Cô gái trẻ hay bà lão ở phần trước người thiên về bán cầu não trái và người thiên về bán cầu não phải thường nhìn sự việc theo những cách khác nhau chúng ta hiện sống trong một thế giới mà bán cầu não trái chiếm ưu thế ở đó từ ngữ việc đo lường và tính logic được tôn vinh trong khi khía cạnh sáng tạo trực giác cảm nhận nghệ thuật chỉ là thứ yếu vì vậy mà nhiều người trong chúng ta thường gặp khó khăn khi muốn tận dụng khả năng của bán cầu não phải phải thừa nhận rằng cách lý giải trên là quá đơn giản chắc chắn những công trình nghiên cứu sắp tới sẽ làm sáng tỏ hơn về hoạt động của não bộ nhưng điểm chính tôi muốn đề cập ở đây là chúng ta có khả năng thực hiện nhiều loại hình tư duy khác nhau và chưa khai thác hết tiềm năng của mình khi nhận thức rõ về các năng lực này chúng ta có thể sử dụng trí tuệ một cách có ý thức để đạt được điều mình cần theo nhiều cách hiệu quả hơn hai cách để khai thác bán cầu não phải. Nếu lấy thuyết ưu thế của não bộ làm căn cứ thì rõ ràng chất lượng của sự sáng tạo lần thứ nhất chịu ảnh hưởng lớn bởi việc khai thác bán cầu não phải. Càng tận dụng khả năng sáng tạo của bán cầu não phải bao nhiêu, chúng ta càng hình dung, tổng hợp được nhiều khả năng vượt khỏi hoàn cảnh và thời gian hiện tại rõ ràng bấy nhiêu cũng như phát thảo ra một bức tranh toàn cảnh về những điều chúng ta muốn làm và muốn trở thành trong cuộc đời. Mở rộng viễn cảnh đôi lúc trong cuộc sống có những trường hợp chúng ta thoát ra nét nghĩ của bán cầu não trái đi vào phạm vi của bán cầu não phải bởi một biến cố bất ngờ nào đó ví dụ việc mất mát người thân mắc bệnh nan y sụp đổ về tài chính hoặc tai ương nghịch cảnh có thể khiến chúng ta thức tỉnh nhìn lại cuộc đời mình và tự hỏi điều gì mới thực sự là quan trọng tại sao tôi chọn làm những điều tôi đang làm đây nhưng bạn đã hiểu, mình lựa chọn sống kiểu kiến tạo sẽ không cần chờ hoàn cảnh hay người khác tạo ra những trải nghiệm trên thì bạn mới có thể mở rộng viễn cảnh, bạn có thể tự làm điều đó. Có rất nhiều cách thực hiện. Hãy sử dụng trí tưởng tượng để hình dung ra khung cảnh đám tang của chính mình ở đầu chương tôi có chia sẻ và viết xuống những lời tưởng niệm dành cho chính bạn. Hãy thực sự viết ra thật nhập tâm và cụ thể. Hoặc bạn có thể hình dung về lễ kỷ niệm 25 năm hoặc 50 năm ngày cưới của bạn với người phối ngẫu. Nếu được, hãy mời người ấy cùng thực hiện bài tập này với bạn. Cố gắng chắt lọc ra đâu là những điều thực chất mà bạn muốn xây dựng trong mối quan hệ gia đình mình rồi không ngừng vun đắp mỗi ngày cho điều ấy trong suốt quãng thời gian dài. Bạn cũng có thể hình dung về ngày bạn nghỉ hưu, những cống hiến thành tựu nào bạn muốn tạo ra trong lĩnh vực của mình. Bạn dự định làm gì tiếp sau khi nghỉ hưu? Bạn sẽ tiếp tục một sự nghiệp mới chứ? Hãy mở rộng tâm trí ra, hình dung thật chi tiết, kỹ càng, đưa cảm xúc của bạn vào đó, cho phép tự do cảm nhận bằng tất cả giác quan của mình. Tôi đã thực hiện bài tập tưởng tượng này với vài lớp ở trường đại học. Tôi bảo các em sinh viên, giả sử em chỉ còn duy nhất một học kỳ này để sống thôi và em lựa chọn ở trường để học thật giỏi em hãy hình dung xem mình sẽ tận dụng học kỳ này như thế nào lập tức mọi thứ được đặt vào một bức tranh hoàn toàn khác nhưng giá trị trước đây không nhận thấy nay bỗng xuất hiện thật rõ nét tôi đề nghị các em sinh viên đó sống với viễn cảnh này trong suốt một tuần và ghi lại nhật ký mọi trải nghiệm của họ kết quả thể hiện được nhiều điều các em bắt đầu viết thư về cho cha mẹ thể hiện tình cảm yêu thương và lòng biết ơn dành cho họ, bạn nào đang có những mối quan hệ rất mẻ với anh chị em hay bạn bè đều nỗ lực hàn gắn. Rõ ràng nguyên lý và giá trị chủ đạo chi phối trong hành động của họ là tình yêu thương. Khi ý thức mình chỉ còn sống trong một thời gian ngắn, tất cả hành động nói xấu, nghĩ xấu, hạ thấp uy tín người khác hay lên án nhau đều vô nghĩa. Những nguyên lý sống và hệ giá trị khi ấy được sáng tỏ trong lòng mọi người có rất nhiều kỹ thuật trong việc sử dụng trí tưởng tượng để giúp bạn chạm đến những giá trị và các cách đó đều mang lại tác động như nhau khi người ta cam kết nghiêm túc để nhận ra những giá trị là quan trọng nhất trong cuộc đời họ những việc họ thực sự muốn làm họ tỏ ra rất trang trọng họ bắt đầu tư duy trong một chiêu kích lớn hơn cả hiện tại và tương lai